Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và thì ra mình sẽ thực hiện một cái clip. Thì anh em đang thấy thì tôi đang ở một đây là cái chỗ nghỉ đi của tôi. Đây, đây là cái chỗ nghỉ đi của làng tôi nhé. Tôi đây là xung quanh đây rất là nhiều mù. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện một cái clip là thử thách làm 12 giờ ở sống ở nghỉ đi ạ. Okay. Thì đây là một cái thử thách rừng nhất của tôi mà tôi từng làm thực hiện cái clip đấy. Thì bây giờ tôi sẽ tại cho môi chim vâng sẽ nằm ngủ rồi thực hiện một cái clip là thử thách sống 12 giờ tại nghĩa địa. Ok, mà tôi đã chuẩn bị rất là nhiều kéo ra đây là những đồ chuẩn bị để ăn và cường quay và nước tôi bị một cái thì thử thách 12 giờ mà thôi. Em thấy là tôi đang ở rất nhiều chỗ này là rất nhiều mồ lắm. Ok, thì okay, bây giờ ta sẽ đi từ tiệm chỗ và ngồi. Okay. Let's go. Một cái chỗ mà rất là nhiều ngôi mộ lên nè. Anh em có thấy thì thấy có anh em thấy cục nhô lên không đó? Đó chính là mộ cho anh em. Đấy. Ở đây là rất là nhiều mộ lên em ơi. Hiện tại tầm khoảng là 2 giờ rồi. Đấy. Anh em có thấy là mấy cục nhô lên đó rất là nhiều. Nói thiệt bên em là đi buổi sáng cũng tôi là cũng rất sợ rồi em ơi. Đấy. Chỗ này là rất là nhiều người luôn anh em ơi. Chỗ này rất là nhiều mộ. Tôi không biết là mấy chỗ này là chôn cái gì. Tôi không biết là chôn gì hết mà chắc là chôn. Tôi không biết. Trên này là mộ nhiều anh em ơi. Đó, chỗ đó là những cái mộ lâu năm rồi. Đây là cái mộ này.
không có tên luôn anh em, không tên luôn. Nên mình nhìn thấy mấy mấy mạng là thực sự là nó rất là nhiều mẫu luôn. Chỗ này không mẫu này, có cái mạng nhưng không tên. Mấy anh thấy không? Đây. Chỗ này là ruộng nha anh em, ruộng rất là nhiều người họ đang chấm nha anh em. Người bên kia là người chấm. Tôi sẽ zoom ra cho anh em xem. Tổng là khoảng 2 người. Tôi sẽ zoom ra cho anh em xem này. Đây, đó là bác nông dân đang chấm nha anh em. Đây là bác này cũng đang chấm. Bên kia là ngôi nhà. Tôi zoom ra cho anh em xem rất là gần. Đây, bên này có người này nha. Đây là bên này cũng có người chấm này nữa. Đó là chiếc xe của tôi đó, cái máy quay đó. Đừng anh em, tôi sẽ đến tới một chỗ này nữa. Đây là một chỗ này nữa, có nhiều mũ. Không còn kìa anh em, không còn. Đây là mấy người mũ mới ấp nhận anh em. Thật sự là rất là rộng luôn. Có đi chỗ như này cũng sợ cho anh em. Chắc gà ở đây luôn. Đây là 30 mũ gần nhau. Thật sự là mũ rất là nhiều. Tôi sợ lắm. Bên kia là mũ. Bên kia là nhà chấm nha anh em. Chỗ kia là nhà chấm mũ đi. Anh em có thấy là những chỗ của cục đất nhô đấy chứ, là cây mũ nha anh em. Rất là nhiều. Đây là những ngôi mũ mới đây này. Đi làm có lúc anh chỉ cần đi đến chứ không biết làm gì hết anh em. Bên nhà có cái dòng sông. Chỗ này là chỗ làm thôi nha anh em. Làm thôi chứ không có sao hết. Người chân bò dựng bò về rồi. Đấy, đó là mấy con bò kia anh em đó. Chuẩn bị đó. Bây giờ tôi còn lôi thôi một mình ở chỗ này thôi. Thực sự rất là buồn, sợ nữa. Trước hồi mà tôi quay cảnh mà buổi tối là tôi rợn người luôn nha anh em. Thực sự rất là mệt luôn. Bây giờ là 5:02 rồi. Cố gắng mấy 2:30 nữa. Anh thấy là bầu trời đang túi rồi anh em ạ, túi rồi, không còn mặt trời nữa. Ok, bây giờ tôi sẽ đợi. Ok anh em, thì anh em thông cảm nha. Thì bây giờ khoảng là 6 giờ rồi. Thì còn 1:30 nữa là thành clip. Thì bây giờ là tôi đang có việc bận anh em. Thì anh em thông cảm cho tôi nha. Vì có việc bận ở nhà, ok. Thì tôi không thể làm được cái clip tiếp sau được, ok. Anh em thông cảm cho tôi nha, ok. Bây giờ cũng đã 6 giờ rồi. Đấy, thì mình sắp hoàn thành được clip. Còn chỉ còn 1:30 nữa thôi. Anh em đang cảm nhá. Vì mình không thể tiếp tục được clip, ok. Anh em hãy ủng hộ video của tôi bằng cách like, share, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Ok. Bye bye anh em.